cá là một cái loại thực phẩm cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng và nguồn năng lượng cho trẻ. Mình khi mà cho trẻ ăn cá thì cá nó sẽ mềm hơn và trẻ không cần phải nhai quá nhiều. Nhưng mà một cái là khi mình cho trẻ ăn cá thì mình cần phải chú ý tới xương. Cái xương cá là một cái điều rất nguy hiểm khi mà trẻ hấp phải. Nếu như mà trẻ mà ăn phải hấp phải xương cá thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái vùng cổ của trẻ. Nếu như mà nó biết có xương nó nhỏ ra thì là một điều tốt, mà nếu như mà trẻ nó đã không biết mà nó lỡ núp vào trong mà nó mát vào trong cổ à, lúc này thì bố mẹ cần phải xử lý là đưa trẻ tới những trung tâm y tế để cho họ soi, để họ gắp ra. Mình ở nhà thì mình đừng có nên cho trẻ ăn cơm, nhiều người sẽ cho trẻ ăn cơm để cho cái khẩu cơm nó sẽ đè cái xương mà nó tụt xuống. Một số trường hợp thì sẽ được, nhưng mà một số trường hợp thì sẽ gây cho cái bệnh trọng, và nó sẽ làm cho cái xương cá nó ghim sâu vào trong cái phần họng của trẻ đó, và nó rất là khó lấy ra, gây đau và chảy máu nữa đó. Cho nên là khi mình cho trẻ ăn cá thì mình cần phải chú ý cái xương xương cá rất nguy hiểm. Tiếp theo nữa là mình nên lựa chọn cái loại cá nào phù hợp cho trẻ đó. Cái loại cá phù hợp cho trẻ thì mình phải coi cái nhu cầu của trẻ, nó thích ăn cái loại cá nào. Mình cần phải lựa chọn những loại cá mà nó có vị nó ngon ngọt béo để cho trẻ nó dễ ăn đó. Mình không nên lựa những cái loại cá mà cái thịt nó quá bị cứng đó, thì trẻ nó sẽ không thích ăn đó. Một cái nữa là khi mà mình được cá thì mình nên lựa những con cá tươi ngon đó. Mình cần coi thử là cá mình lựa chọn có cái cách bảo quản của họ có tốt hay là không đó. Nếu như mà họ bảo quản lâu thì mình không nên lựa chọn những cái loại cá như vậy đó. Những cá mà để lâu á, thì nó sẽ đặc biệt sẽ có những cái mùi đó, và cái thịt cá nó sẽ không được còn sang chát cứng nữa. Cái độ đồng hậu của cá bây giờ nó sẽ không có cái mãi này nữa, mình cầm cái tay mình ấn vào trong cái cá nó, thịt cá nó sẽ không có đồng hậu lại như cũ đó. Đó là cái cá mình họ đã bảo quản lâu, nó có thể là những cái hiện tượng ương là cá nó ương rồi. Mình không nên mua những cái loại cá như vậy về cho trẻ nha mọi người đó. Tiếp theo nữa là khâu chế biến thì mình nên chế biến đơn giản để cho cái cá nó được ngon nhất có thể đó. Mình không nên chế biến quá cầu kỳ thì trẻ nó cũng không cần như vậy đó. Nó chỉ cần đơn giản để cho nó dễ ăn, dễ hấp thụ. Mình không nên cần không cần phải chế biến quá cầu kỳ. Nhiều lúc ngon quá cầu kỳ trẻ nó không thích cái vị đó, nó chỉ cần thích cái vị ngon của cá là được rồi, nó không cần phải thêm quá nhiều gia vị vào và nó sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của trẻ. Nhiều trẻ nó sẽ không thích những cái vị như vậy đó. Cho nên là khi mà cho trẻ ăn cá thì bố mẹ cần phải chú ý, thứ nhất là cái khâu lựa chọn cá tươi ngon đó. Cái thứ hai nữa là khi chế biến thì phải chế biến sao cho nó phù hợp với khẩu vị của trẻ đó. Cái tiếp theo nữa là mình đang khi mà cho trẻ ăn thì mình đang lọc xương hết ra đó để cho trẻ nó không bị hóc. Trên đây là những cái cần chú ý khi mà cho trẻ ăn cá nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi video nhé. Bye bye.